Ừ, con này sắp đẻ rồi nhỉ. Thế ạ. Nó đau chân hay sao cô? Mới thả ra đấy. Nó ở trong chuồng mới thả ra, nó đi nhiều quá nó bị đau chân đấy. Thế ạ. Chắc tuần nữa đẻ rồi anh. Con này chắc phải 40 cân rồi nhỉ? Chắc không được 35. Đâu. Hôm nọ bán con nhỏ nhất có được 24 cân. Dạ. Con này chắc tầm 30 cân, hơn 30 cân chị. Con này đẹp nhỉ. Cô phối lợn đen à? Vâng. Mới đẻ ra được mấy con kia còn đang đi chân trắng luôn, chả biết lấy thuốc gì. Lấy thuốc gì nó mãi chả hết được. Dạ, cái này chỉ có cho thuốc uống thôi.